Okay, auntie. All right, cahaya lah. Miss Saigon. Miss Saigon. Khi lên 18 bao anh phải làm. Ba mẹ thường nói hãy liệu cho xong. Mẹ ba không nài ép, mong con có đúng ông chồng. Trong giới giàu sang. Salah satu cabaran di Ho Chi Minh City ataupun Saigon adalah anda harus berhati-hati ketika berjalan. Em nghe mẹ nói, em suy nghĩ nhiều. Cao sang quyền quý thương mình bao nhiêu. Tình yêu đâu được ban, nên em cứ vẫn vui đùa như lúc còn thơ. Rồi chiều hôm nào đổ mưa, chàng chú bên hiên nhà nhìn trời mưa lên tiếng ca như bầy có mộng. Ôi lòng em, trời ơi giữa hồ nhạc nắm đuôi em ra thấy chàng mỉm cười. Ini dia Saigon Opera House. Kalau nak tengok apa-apa saja persembahan budayaan yang berkaitan dengan negara Vietnam, this is the right place, okay? Tiket mahal sikit lah, paling murah RM1. Kau rasa? Duyên chợt đến, em đâu có ngờ. Em yêu người đó với tình đơn sơ. Mẹ ba em đồng ý, tuy anh chẳng phải sang giàu. Nhưng mối tình sâu. Bao năm hạnh phúc em vui vẻ. Bất kỳ không giàu có nhưng bất kỳ không tình yêu anh nghệ sĩ. Chúng xây mái ấm đặt trong túp lều xinh. Hari ini saya nak mengait menangkap cuba ke ikan. Tình yêu đâu được bán nên em vẫn cứ vui đùa như lúc còn thơ. Sekarang saya berada di Water Puppet Theater di Saigon dan kami baru saja selesai menonton teater. Water Puppet Theater. Tadi kita bertemu satu kejadian ular telah dipukul. Okey, di sinilah di mana kejadian ular telah dipukul oleh pagar itu berlaku. Dan sekiranya anda lihat, kejadian bermula pada situ dan telah dibawa ke sini. Jadi kita bersama dengan salah seorang saksi kejadian tersebut, iaitu saudara merupakan masyarakat tempatan di sini. Saudara? Ya, betul. Saya adalah saksi. Apa yang terjadi tadi? Berlaku telah dipukul oleh penjaga tempat ini.
Sekarang kita bersama seorang lagi saksi. Sekarang kita bersama dengan salah seorang lagi saksi kerja dan ular dipukul oleh pakar itu tadi. Bersama saya salah seorang pelancong dari Malaysia. Apa khabar? Jadi apa yang terjadi tadi? Sila ceritakan kepada kami. Kita pukul lah. Baguslah. Ular tu kena pukul lah. Bahaya membahayakan masyarakat kita kan. Em suy nghĩ nhiều, cao sang quyền quý điều tình bao nhiêu. Tình yêu đâu được bán nên em vẫn cứ vui buồn từ lúc còn thơ. Ini adalah hari pertama kami berhijrah daripada Kuala Lumpur dan kami masih lagi mencari tempat untuk berteduh. Perut pun dah lapar. Dan ini je barangan yang kami bawa daripada Malaysia untuk memulakan kehidupan baru. Fresh milk there. Chiều hôm nào đổ mưa, chàng chú bên hiên nhà nhìn trời mưa lên phía xa bay con bay con. Ôi lòng em chơi vơi giữa hồn nhạc đắm đuối, em ra thấy chàng cười. Mơ duyên chợt đến em đâu có thể. Em yêu người đó với tình. Bao năm hạnh phúc em vui vơi trời. Tuy không giàu có nhưng giàu tình yêu. Tình yêu anh nghệ sĩ chung xây mái ấm gia đình. Trong tôi lệ sinh. Tình yêu anh nghệ sĩ chung xây mái ấm gia đình. Trong tôi lệ sinh.